Alo, anh đây. Anh đang bận một chút việc, tí anh qua chỗ em. Ừ. Cậu phá hoại xe xong rồi nhá. Đến lần bận thì sàn đấy. Ừ. Ok. Anh, em có thể mời anh một ly được không? Được. Anh ơi. Đi này, nó bắt được mày rồi. Ôi, xin lỗi, mình nhầm. Xin lỗi anh. Không sao đâu em. Ngồi xuống uống tiếp đi. Hình như anh gặp em ở đâu rồi thì phải. Sao? Sao mà lúng túng thế? Này, bố mất điện là cậu làm đấy à? Không cậu thì ai? Thật á? Em ơi giỏi thế. Mà chán thật đấy. Bọn mình không tính đến những phương án rủi ro. Tự nhiên ở đâu lại xuất hiện ra một con mụ mẹ mìn. Thôi, đi về đi. Về nhà rồi tính. Mà bình tĩnh đã. Cuộc vui tối nay bây giờ mới bắt đầu. Là sao? Em nói cho anh biết nhé, từ bây giờ em mặc gì là quyền của em. Đủ rồi, đi về. Em không về đấy. Lúc nào mà chả bảo làm đứa bất tài vô dụng. Mặc váy thì bảo là ăn chơi, đánh son thì bảo hư hỏng. Em nói cho anh biết nhá, đến bố em còn không bao giờ làm như thế đâu. Đây không phải là chỗ để cãi nhau. Đi về rồi muốn nói gì thì nói. Thôi tất cả. Chia tay đi. Cái gì? Em nói là chia tay đi, em quá mệt mỏi rồi. Để anh phải điên lên. Đi về. Đi về. Anh cho em quá giang vậy ạ? Anh nghĩ có làm phiền em ý. Cái gì? Em bị điên à? Dừng lại. Tôi cho cô ấy đi nhờ. Có việc gì ngày mai bình tĩnh rồi nói. Không được. Lên xe đi em. Em có bị dở hơi không? Sao lại lên xe với người lạ? Này! Này! Xuống ngay! Anh bảo xuống ngay! Mở ra! Này! Anh ta lúc nào cũng ra trưởng ấy ạ. Bắt em làm cái này, bắt em làm cái kia. Sao hôm nay á, em chỉ muốn mặc một chiếc váy ngắn hơn thôi. Thế mà cũng có mù hết cả lên. Thế thì có vẻ không biết thưởng thức nhỉ. Em muốn đi đâu? Em không về nhà đâu. Bởi vì á, thế nào anh ta đứng trước cửa đợi em rồi ấy. Thế thì đi chơi với anh nhá. Anh đưa em đi đón mình Minh. Chờ anh một tí nhé. Xe anh bị sao đấy ạ? Anh vừa mua đầy bình dầu lúc chiều, bây giờ hết sạch. Vừa mua đầy bình mà hết sạch á? Để em kiểm tra cho. Alo, em nghe ạ. Này, thấy cam hành trình ở phía trước chưa? Cam hành trình? Thấy rồi. Rồi em lấy thẻ nhớ ra đi. Ok. Ôi nhưng mà chị ơi, thẻ nhớ ở đâu ạ? Đây nhá. Ở phía bên hông cái cam ấy có một cái nắp. Em mở cái nắp để ra, thẻ nhớ sẽ ở bên trong đó. Bên cạnh cái cam có một cái nắp. Rồi lấy ra đi. Thế mà chị ơi. Sao đấy? Em làm rơi thẻ nhớ rồi. Ôi đùa. Thôi được rồi, tìm nhanh lên đi. Vâng ạ. Đâu rồi nhỉ? Em nghĩ là chắc đường ống nhiên liệu bị rò rỉ rồi. Hay bây giờ như này, em có thằng bạn nó ở gần đây, nó có xe cứu hộ, em gọi giúp nhé. Ừ, gọi giúp anh thôi. Thấy rồi à? Ôi trời ơi. Từ từ nhá, bây giờ đi từ từ xuống xe thôi. Ok, ok. Khoảng tầm 5-7 phút là nó qua. Anh đứng chờ nhá. Ừ, cảm ơn em. Em nhiệt tình quá. Đấy, em chạy trước đây ạ. Vâng, được. Quay lại, con bé đâu rồi nhỉ?
Không có ai bám theo đâu. Hai chị em dậy đi. Sao là làm xem gì đây ạ? Này, giỏi nhờ. Dám đấu của chị á? Chị làm sao đấy? Chị mắng em á? Em vừa lập công ấy, không khen thì thôi. Ok hai anh, không khen em ạ? Đấy, phải thế chứ ạ. Thôi, đi khỏi thế trước đã.